Đến với triển lãm Việt Nam Motor Show năm nay, gian hàng của hãng Ford đã giành được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng cũng như giới truyền thông. Gian hàng khá rộng, được thiết kế hài hòa, cũng như mẫu xe mới đã khiến gian hàng của hãng Ford thu hút không ít khách hàng khi tham quan triển lãm. Hãng Ford Việt Nam đã giành vị trí trung tâm của gian trưng bày của mình để giới thiệu đến mọi người mẫu xe Ford Fiesta hoàn toàn mới, sử dụng động cơ EcoBoost 1.0 lít. Việc ra mắt dòng xe Fiesta hoàn toàn mới nằm trong chiến lược phát triển mạnh mẽ, được dẫn dắt bởi các sản phẩm toàn cầu của mình. Ford đang quyết tâm giành nhiều thị phần hơn trong phân khúc xe nhỏ, hiện đang tăng trưởng mạnh tại Việt Nam. Là một cái sản phẩm chiến lược toàn cầu của Ford trong chiến lược One Ford, Ford Fiesta mới được thiết kế với mục đích dẫn đầu trong 4 cái lĩnh vực. Thứ nhất là về dẫn đầu về chất lượng, thứ hai là dẫn đầu về tiết kiệm nhiên liệu, và thứ ba dẫn đầu về thông minh, và thứ tư là dẫn đầu về an toàn. Về thiết kế thì Ford Fiesta được thiết kế theo một ngôn ngữ thiết kế Kinetic mới, đầy cái vẻ năng động và được trau chuốt đến từng cái chi tiết. Ford Fiesta mới là trang bị một loạt các cái yếu tố thông minh. Cái đầu tiên tôi muốn nói đến là hệ thống điều khiển âm thanh điện thoại bằng giọng nói. Chúng tôi gọi là hệ thống SYNC, đấy là hệ thống phát triển giữa Ford và Microsoft. Hệ thống này cho phép cái người sử dụng xe trong khi lái xe vẫn lái xe, tập trung vào việc lái thì vẫn kết nối được với bạn bè và vẫn tận hưởng được những giây phút sảng khoái với âm nhạc thông qua cái điều khiển bằng giọng nói. Ford Fiesta là sự kết hợp tối ưu của các công nghệ thông minh như hệ thống kết nối SYNC nhận lệnh bằng giọng nói, Smart Keyless Entry, mở cửa không cần chìa khóa. Bên cạnh đó, tính năng lái an toàn trên chiếc xe cũng được đặt lên hàng đầu với việc trang bị hàng loạt hệ thống hỗ trợ lái, túi khí an toàn, cảm biến lùi và hệ thống cân bằng điện tử EPS. Ford Fiesta là sự kết hợp tối ưu của công nghệ, sự an toàn và thân thiện với môi trường, sẽ mang đến nhiều giá trị hơn cho người tiêu dùng tại Việt Nam. 9 tháng đầu năm nay, ngành ô tô có sự phục hồi đáng khả quan. Doanh số 9 tháng đầu năm là 77.000 xe, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng tháng 9 đạt 9.000 xe, tăng 28% so với tháng 9 năm 2012. Tôi rất tự hào nói rằng Ford là một trong những thương hiệu phát triển nhất 2013. Tính đến tháng 9, doanh số bán xe đã tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Ford cũng lọt vào top 3 thương hiệu ăn khách nhất hiện nay. Chúng tôi đang dẫn đầu về phân khúc xe bán tải với chiếc Ford Ranger, đứng đầu về phân khúc xe thương mại với Ford Transit. Về phân khúc xe du lịch, Ford Focus và Fiesta đang có sự khởi sắc. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang những sản phẩm tốt nhất tới Việt Nam với những cam kết về nhiên liệu an toàn. Sang năm tới, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng và Ford tiếp tục sẽ mang đến Việt Nam những dòng xe mới chất lượng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư thêm $3 triệu nữa vào nhà máy tại Việt Nam. Ngoài ra, Ford Việt Nam còn đem đến triển lãm mẫu xe Ford Focus hoàn toàn mới. Chiếc xe đã nâng tầm phân khúc xe hạng trung với một loạt công nghệ đột phá lần đầu tiên có mặt trên thị trường như hỗ trợ đổ xe tự động, dừng xe chủ động trong thành phố, hệ thống cảnh báo điểm mù và hệ thống đóng mở lưới tản nhiệt chủ động. Góp mặt trong triển lãm là mẫu xe Ford Ranger hoàn toàn mới. Dòng xe đặt ra chuẩn mực mới cho phân khúc xe bán tải trên các thị trường trong khu vực ASEAN bằng việc kết hợp sự mạnh mẽ, khả năng vận hành bền bỉ của một chiếc bán tải với công nghệ thông minh. Tại đây, Ford cũng trưng bày chiếc Ford Everest mới và Ford Transit phiên bản mới cũng xuất hiện tại triển lãm. Song song với việc trưng bày các mẫu xe tại gian hàng ở triển lãm ô tô Việt Nam, sự xuất hiện của thương hiệu Ford còn có tính tương tác cao. Đây là dịp các khách hàng làm quen với động cơ EcoBoost được trưng bày độc lập với những video minh họa công nghệ tiên tiến của động cơ này.